Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân thầy Tịnh Hải đã hướng dẫn đại chúng sám hối và niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni Quang Lâm chứng minh. Kính thưa thầy Tịnh Hải. Kính thưa các cha các má, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày sau khi ngài thành đạo, việc đầu tiên ngài làm là thực hiện lời hứa quay trở lại vườn Lộc Uyển để thuyết pháp độ cho năm anh em Kiều Trần Như, những người bạn đồng tu đã một thời cùng tu khổ hạnh chung với ngài. Và bài pháp đầu tiên ngài giảng là Tứ Diệu Đế, trong đó phần đầu tiên là Khổ Đế. Ngài giảng đầu tiên có lẽ vì cõi ta bà này khổ quá, phải giảng cho chúng sanh hiểu rõ, những thấu rõ những cái cảnh khổ. Tất cả những cảnh khổ trong cõi ta bà không đều nằm trong tám cái khổ mà ngài đã chỉ ra: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, chết rồi vẫn còn khổ. Thế gian tưởng rằng chết là hết, cho nên khổ quá nhiều lúc muốn chết để cho hết khổ, nhưng không biết rằng chết là rơi vào cảnh khổ hơn, càng phải khổ ải hơn. Và ngoài ra còn bốn cái khổ khác: ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ, oán tán hội khổ và cầu bất đắc khổ. Thì trong những tuần vừa qua, chủ đề mà thầy Tịnh Hải đang giảng có liên quan tới bệnh khổ. Thì những cái khổ về sinh lão bệnh tử khổ, theo chúng con là cái khổ nó thuộc về cái nghiệp, còn bốn cái khổ kia nó về cái tâm của chúng ta. Cho nên cái bệnh là do nghiệp gây ra, chúng ta không có thể lựa chọn. Nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn cái thái độ của mình đối với bệnh khổ. Chúng ta có thể nhìn căn bệnh với con mắt oán hận, con mắt căm thù, hay chúng ta có thể nhìn nó một cách bình thản. Chúng ta có thể lo sợ căn bệnh, hay chúng ta có thể chọn thái độ an nhiên tự tại. Sự chọn lựa này đều có cái hệ quả khác nhau. Như một căn bệnh đến, những người lo sợ bệnh thì cầu xin, suốt ngày cầu xin Đức Phật cho con hết bệnh. Nhưng mà bệnh không hết thì sanh tâm khổ sở buồn rầu, thì vô tình đã tạo thêm một cái khổ chồng lên cái bệnh khổ là cầu bất đắc khổ. Cái người bệnh mang cái tâm thù ghét oán giận căn bệnh, nhưng mà cũng vẫn phải sống với nó, ngày ngày vẫn phải đối diện với căn bệnh, lại phải chồng thêm một cái khổ khác là oán tán hội khổ. Rồi mỗi ngày khi chúng ta bệnh, thân thể tiều tụy gầy gò, vô tình soi gương nhìn thấy dung nhan tàn tạ xuống cấp quá, thành ra sanh tâm buồn bã khổ sở, lại phải chồng lên một thứ gọi là ngủ ấm xí thạnh khổ. Rồi lúc bệnh tưởng mình chết đến nơi, mặc nghĩ đến những đứa con cháu, những người mình thương, tự nhiên thấy trong lòng vô cùng khổ sở. Thành ra chưa phải đối diện cảnh biệt ly mà trong lòng đã phải chịu cái ái biệt ly khổ. Một cái thì vô tình đôi khi một căn bệnh chỉ là bệnh khổ là một phần, nhưng chồng chất lên cái bệnh khổ
lại là chính phần khác. Do đó khi mà chúng ta đối diện với bệnh khổ với cái tâm an nhiên tự tại thì bệnh nó vẫn vẫn cứ bệnh. Những cơn đau không mất đi nhưng chúng ta có thể rũ bỏ được chính phần khổ chồng lên cái căn bệnh của mình. Thì trong chủ đề và an nhiên về vấn đề an nhiên tự tại với bệnh khổ trong ngày hôm nay, thầy Tịnh Hải sẽ giảng tiếp câu C là người niệm Phật khi bệnh đến không nên sợ hãi, hãy an nhiên chấp nhận. À, chư vị câu này đúng hay sai ạ? Đúng. Là đúng. A Di Đà Phật, kính chư vị một tràng một tay và kính kính bạch chư tôn đức tăng ni Quang Lâm chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng, sau đây chúng con kính cung thỉnh thầy Tịnh Hải tiếp tục và giảng cho chúng con chủ đề vấn đề tự tại với bệnh khổ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên, chư thầy, chư cô. Không ngờ cái pháp niệm Phật khổ điểm này mà nó liên quan đến nhiều thứ quá. Như vừa rồi vị em chi quán nguyện đưa ra vấn đề tứ diệu đế, không ngờ một cái pháp hộ niệm này mà chúng ta đang thực hiện cái cách giải trừ tứ diệu đế mà không hay. Khổ đế mình tưởng rằng là từ căn bệnh đến, nhưng không ngờ nó từ trong tâm ra. Vì bạch với chư thầy cùng các ba các má, nhiều người trong cơn bệnh khổ mà người ta mỉm cười niệm Phật rồi giơ tay chào từ giả đi về Tây Phương Cực Lạc, rõ ràng người ta giải quyết khổ đế. Giải quyết khổ đế rồi thì người ta thành đạo luôn. Rõ ràng từ một cái chỗ tứ diệu đế này mà một câu A Di Đà Phật với những người ngồi bên cạnh nhắc nhở ủng hộ tinh thần, người đã thực hiện được con đường thành đạo. Vì thế cho nên trong nhà Phật chúng ta thường hay nói là một là tất cả, tất cả là một mà chúng ta không hay. Một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, ngài Triệt Ngộ Đại sư nói là cả một đại tạng kinh mà chúng ta không biết. Cho nên hôm nay cảm ơn bác Quan Người đã đưa ra cái tứ diệu đế, chưa vị thấy không? Khổ tập diệt đạo, để sau cùng thành đạo thì một câu A-di-đà Phật cũng thành đạo. Nếu mà đem tất cả kinh điển của Phật ra để mà mình suy xét thì rõ ràng là một câu A-di-đà Phật đều hoàn thành tất cả vạn pháp. Đúng là một là tất cả là một. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề cụ thể là tự tại với bệnh khổ, là cái chủ đề mà hôm nay chúng ta bàn trong cái pháp hộ niệm này. Thì theo con thấy rõ rệt là chính người hộ niệm, nếu mà vững được cái quy tắc hộ niệm, có thể giúp cho người bệnh tự tại trước bệnh khổ. Rồi từ cái tự tại trước bệnh khổ, tức là họ đâu mà họ mỉm cười, họ niệm Phật, họ giơ tay, họ đưa thấy cái gì mà cũ đưa lên như thế này này mỗi lần mà chiếu lên đưa lên như vậy, trong khi có hàng vạn bà cụ khác đang trong cơn bệnh yếu hơn mà ngày đêm đang lo âu sầu bi nghĩ đến cái chuyện bệnh hoạn của mình. Rõ ràng là một người bệnh đang nằm trên giường mà đưa dây tay lên thế này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tức là họ mỉm cười mà đưa tay lên, họ đón nhận cơn bệnh một cách vô cùng là tự tại.
Còn người không biết tu khi nhắc đến vấn đề bệnh nặng thì hình như mình nhìn rõ vào trong con mắt của họ ướm ướm lệ đó chư vị. Cái lệ mà chảy từ con mắt ra nó tượng trưng cho những giọt máu đang rí từ trong tim ra. Họ đau khổ từng giờ từng phút, từng giờ từng phút. Khi đau khổ rồi thì không thể nào nói là tự tại. Mà khi đã tự tại rồi thì họ chắp tay lại niệm A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Rồi khi mà A-di-đà Phật tôi báo cho vị, chư vị ơi, chư vị niệm Phật đi, tôi đi theo A-di-đà Phật đây. Chư vị thấy coi tự tại nó nằm tại đâu. Ở đây chúng ta nói, người niệm Phật khi bệnh đến không sợ hãi. Xin hỏi chư vị đồng tu ở đây, chư vị có quyết lòng làm cái công việc là khi bệnh đến mình không sợ hãi không? Có không chứ vậy? Có nói cho lớn lên chứ? Là có. Chỉ có cái niệm Phật đường này mình nói người ta biết thôi chứ không có ở các nơi ai mà bà nghe. Đúng không chứ vậy? Nhớ nhé, có bệnh mình mới sớm vãng sanh chứ không bệnh làm sao sớm vãng sanh được. Đúng không? Đúng không? Cụ Diệu Phước nhớ nhé, giơ tay lên coi các cụ. Đấy, thấy chưa về thấy không? Cụ già đang cầm cú giơ tay lên, tức là cụ già đón nhận cái bệnh già này một cách tự nhiên. Cụ trẻ đâu rồi? Các cụ ở sau đâu có giơ tay lên không? Giơ lên đi. Đấy, giơ lên hết lên. Đúng là mình phải có cái tâm tự tại. Cho nên Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, chứ không phải tất cả đều do bệnh tạo. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, chứ không phải Phật dạy tất cả đều do nghiệp tạo. Chỉ vì tâm lực của chúng ta yếu quá, cho nên từ vô lượng kiếp qua chúng ta đều cứ giơ tay lên, mà không phải giơ tay lên nó hân hoan, mà giơ tay lên để cho nghiệp trói lại, dẫn chúng ta đi vào con đường đọa lạc. Tội nghiệp lắm chư vị ơi, mau mau phải thức tỉnh vững vàng, giành lại cái chủ quyền. Đấy bà cụ, đấy bà cụ hay quá đây. Bà cụ cái nhóm cộng tu Diệu Âm ở Bình Định đấy hay quá. Cụ phải giật lại cái chủ quyền về huệ mạng của mình. Các anh các chị phải quyết lòng giật lại cái quyền quyết định đời kiếp tương lai của chúng ta ở trong tay của chúng ta, ở ý niệm của chúng ta, chứ không phải ở trong nghiệp trước, ở trong bất cứ cái gì. Các cụ có đồng ý không? Nhớ nha chư vị, đây là lời Phật dạy. Cho nên người niệm Phật đã hiểu rằng mình liễm cái thân tàn tạ này để có cái dịp trở về Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy đúng không cụ Minh Trí? Nhớ cụ mới nắm tay lại. Đấy, cụ giơ tay lên, nhất định phải quyết lòng. Cụ sẵn sàng thực hiện con đường tương lai. Nếu các cụ quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đúng không Minh Thành? Nhất định niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì trên pháp giới này không còn ai có quyền cản trở mình được, không có thể dẫn dắt mình vào ba con đường ác đạo. Và tam thiện đạo cũng chúng ta không bỏ luôn, chúng ta đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều do tại tâm của chúng ta, chứ không phải tại căn bệnh, không phải tại nghiệp trước. Vì nhiều người tu hành luôn luôn cứ nghĩ nghiệp chứ nặng quá, lo pha nghiệp, lo diệt nghiệp, có phải không bác Vạn Phong? Thực sự chúng ta diệt nghiệp không được chư vị ơi, mà thực sự chúng ta có cái quyền không còn diệt nghiệp mà được băng qua núi nghiệp, được đạp lên khổ nghiệp để đi về Tây Phương bằng câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Phải nhớ cho kỹ là pháp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là theo cái nguyên lực của chư vị. Tất cả đều do tâm tạo. Đúng là nguyên lực của chư vị là thể hiện cho cái tâm của chư vị muốn đi về con đường nào. Khi mình xả bỏ thân xác này, vô lượng kiếp qua chúng ta không biết trường hợp này, cứ luyện một cái thân, chúng ta tham cái thân, chạy theo cái thân, không ngờ chúng ta không lấy cái thân đó được mà lấy cái thân khác. Thân gì? Đời này chúng ta có thân làm người phải không bác cụ Diệu Trơn?
Nhưng chúng ta cứ tham cái thân này thì đời sau cụ giữa chân lại lấy cái thân bốn cánh, một cái đuôi, chứ không thể nào lấy lại thân người được. Nhưng mà quyết lòng bỏ cái thân này đi, quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, thì A-di-đà Phật sẽ tiếp dẫn các cụ đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Con nói như vậy đúng không, bạch sư cô Diệu Phúc? Tất cả đều do tâm tạo là như vậy. Mà tại vì chúng ta không chịu khai thác triệt để pháp Phật, chúng ta cứ khai thác những cái điểm mà làm cho nghiệp chướng hừng khởi lên, bắt chúng ta phải phục vụ cho chúng. Vô tình ta đã bị thất bại từ trong vô lượng kiếp đến bây giờ. Cho nên chư vị ơi, khi biết được cái đạo lý này, một căn bệnh gì xảy ra với chúng ta, các cụ hãy vui vẻ chấp nhận đi. Thay vì ta ở tại đây nuôi cái thân xác này, để khi cái thân xác này nó mất, nó rã rời đi, chúng ta lượm cái thân xác khác. Từng đời thân xác chúng ta tệ hại hơn, từng đời cái thể tướng của chúng ta xấu hơn, khổ hơn, không ích gì cả. Sanh lão bệnh tử chập trùng đang chờ chúng ta vô lượng kiếp. Chỉ cần quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một căn bệnh đến, cụ Thiện Châu vui vẻ không? Niệm Phật để trở về Tây Phương. Ta với trở về Tây Phương thì ta không còn chết nữa. Một lần sanh này vĩnh viễn không còn sanh nữa. Và chúng ta vĩnh viễn trả lời không với cái tử khổ. Rõ ràng là sanh lão bệnh tử chúng ta đều vượt qua. Tứ khổ tám khổ chúng ta đều vượt qua. Tứ diệu đó chúng ta đều vượt qua. Tất cả đều nằm ở tại cái niềm tin vững vàng của chư vị. Quyết chí đi về Tây Phương. Cụ gì đó, mới chưa đọc kỹ mất rồi. Nhớ các cụ đang nằm trên giường, hãy nghe những lời này quyết mừng vui lên. Ta thay vì ở trong tam đồ ác đạo, trong đời sau chịu vô lượng kiếp, bây giờ chỉ chịu một lòng nữa mà thôi, chúng ta rời khỏi cảnh khổ này, trở về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong các cụ vui mừng lên, hưng hở lên, thoải mái lên, để chúng ta một đời này đi làm Phật như hàng vô lượng người đã đi làm Phật từ cảnh khổ này đấy chứ vị. Cho nên tất cả đều do tâm tạo. Mong các cụ nghe những lời này phấn khởi lên, quyết chí niệm Phật đến hơi dở thớ cuối cùng, theo A-di-đà Phật về Tây Phương thành đạo nha. A-di-đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân thầy Tịnh Hải.